ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់ឆាណែលប្រូវីទីសូសាជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាហារសមុទ្របងប្អូនណាបែបជប៉ុនបងប្អូនណាបែបជប៉ុនត្រីសាម៉ុនពងត្រីនីស៊ីននិងបន្លែស្រស់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបងប្អូនខ្ញុំសូមមក dương miên là bông muôn mà bọn này bông muôn bông muôn sau đó bây giờ bài bông bông bọn thái bông chiết bông bông nát bọn thái bông chiết lật tay bây giờ sạch cứ làm bài mà bọn dù mình thật thấy không bọn thấy cho món bây giờ đã một phần món sài chứ anh nhé bọn chứ anh đem lòng chừng nào chừng nào
Mm-hmm.